Xin chào các bạn đã quay trở lại với HHTQ Thắng Channel. Hôm nay mình sẽ review Tiên Nghịch tập 222. Ở cuối tập trước, sau khi Vương Lâm khoanh chân ngồi dưới đất, thương thế trong cơ thể hắn quá nặng. Từng cơn đau từ ngực không ngừng truyền tới, khiến cho sắc mặt hắn càng tái nhợt. Nhưng lúc này nơi đây liên tục đánh nhau khiến cho hắn không thể chữa thương, chỉ có thể nuốt một nắm đan dược thật lớn để nén chịu. Ở xa xa, Thiên Vận Tử cũng khoanh chân đột nhiên mở hai mắt nhìn chằm chằm Vương Lâm, tay phải nâng lên chỉ bầu trời. Lập tức hỗn độn đen trắng ở ngoài trăm dặm truyền lên những tiếng rít gào giận dữ. Hỗn độn kia quay cuồng, từ trong đi ra một người không đầu. Người không đầu này thân hình cường tráng, tay phải cầm một thanh trường thương màu đỏ, thân thể thoạt nhìn tràn ngập một cỗ khí hung sát. Trong nháy mắt hắn xuất hiện từ trong cơ thể toát ra màn xương đen nồng đậm nhanh chóng vờn quanh, hóa thành một bộ áo giáp đen. Người không đầu này không tiếng động xông về phía trước thẳng đến Vương Lâm. Khoảng cách hai bên không xa, chỉ trong khoảnh khắc người không đầu này đã tới gần. Một luồng gió đen đập vào mặt, trường thương của hắn đâm tới Vương Lâm. Giờ phút này Vương Lâm đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng cho dù như thế muốn giết hắn cũng tuyệt đối không đơn giản. Trong lúc nguy cấp, hai mắt Vương Lâm âm lãnh, mắt phải hắn lóe thanh quang. Lập tức thanh quang thuẫn biến ảo ra, che chắn phía trước. Ầm, mũi thương màu đỏ va chạm với thanh quang thuẫn. Trên thanh quang thuẫn vốn là có khe nứt, lúc này tuy không vỡ ra nhưng lại bị đẩy về phía sau mấy tấc. Mà người không đầu kia bị đẩy lui ra sau ba bước, áo giáp toàn thân lóe hắc quang lại vọt tới. Nhân cơ hội người này lui ra sau, Vương Lâm há mồm phun ra một vật. Vật này là thập bát địa ngục phong tiên ấn. Không chút do dự, tay phải Vương Lâm hư không chụp một cái. Lập tức phía trên lòng bàn tay xuất hiện một mảnh tinh quang, hắn hung hăng vung lên ném về phía trước. Đám tinh quang này giống như những ngôi sao dày đặc tràn ngập phía trước Vương Lâm. Đúng lúc này, Vương Lâm quát to, giải đậu thành binh. Vương Lâm vừa nói xong, những tinh quang này lập tức phát ra ánh sáng chói mắt. Từ trong thập bát địa ngục phong tiên ấn bỗng vang lên từng tiếng thê lương. Một đám hồn bị nhốt không được luân hồi dãy dụa lao ra dung nhập đám tinh quang kia, phảng phất như là thực chất tản mát ra từng trận âm khí lượn lờ. Càng thêm đáng sợ là hồn phách hư không tử từ tầng thứ 18 trong thập bát địa ngục phong tiên ấn bước ra. Hai mắt hắn tỏa ra hồng quang điên cuồng, phát ra tiếng rít gào như thú hoang, sau khi lao ra xông thẳng đến người không đầu kia. Mỗi lần thi triển phép giải đậu thành binh này, Vương Lâm đều bội phục mấy vị thiên tài. Có thể tự sáng chế ra loại thần thông vây khốn hồn người mình giết để dùng, khiến cho người ta không được luân hồi càng không thể tiêu tan trong thiên địa. Loại thần thông này dĩ nhiên là đi ngược lại thiên đạo, mơ hồ có ý thay trời hành đạo. Lúc này sát hồn hư không tử lao ra, lập tức sắc khí long trời lở đất. Người không đầu kia so sánh với hắn có vẻ nhỏ bé không đáng kể. Hư không tử này mang theo oán hận mà chết, lại trong thiên nhân nhất suy chết đi. Bản thân hắn là tu sĩ thần thông toái niết đại viên mãn, uy lực mạnh mẽ cực kỳ kinh người. Lúc này đây lao ra lập tức chém giết cùng người không đầu kia, cũng có vô số sát hồn trợ trận, gần như trong khoảnh khắc liền nghịch chuyển càn khôn. Nhưng cái giá Vương Lâm phải trả cũng rất nặng, tiên thuật của tiên đế Bạch Phàm, nhất là thuật giải đậu thành binh này, tiêu hao tiên lực không có nhiều trong cơ thể Vương Lâm. Nếu không phải có nguyên thần của Huyền Bảo Thượng Nhân bổ sung, đến hôm nay chỉ sợ tiên lực trong cơ thể Vương Lâm đã sớm dùng hết. Cho dù là có nguyên thần của Huyền Bảo Thượng Nhân, Vương Lâm không ngừng dùng tiên lực cũng là có chút thiếu thốn. Nếu vẫn không tìm được nguyên thần tiên nhân, sợ là không bao lâu thần thông của Bạch Phàm hắn rốt cuộc không thi triển được. Cũng chỉ có Hô Phong có thể thi triển, nhưng uy lực so với dùng tiên lực thi triển kém rất nhiều. Thiên Vận Tử ở xa xa nhớn mày, hắn không nghĩ tới cho dù tới lúc này Vương Lâm không ngờ còn có hậu chiêu. Ánh mắt hắn lộ ra lạnh như băng, tay phải bấm pháp quyết một lần nữa chỉ lên bầu trời. Lúc này bốn phía hỗn độn đen trắng lập tức quay cuồng dữ dội, bỗng nhiên một đầu cự mãng thật lớn từ trong như tia chớp thò ra. Đầu cự mãng này có sừng, vảy tối đen trên mặt có một số ấn ký khiến cho nó tràn ngập dữ tợn và khí thế hung ác. Một đôi mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Vương Lâm, gào thét lên trực tiếp lao thẳng đến Vương Lâm. Cũng không phải chỉ có một đầu cự mãng này xuất hiện, ở chỗ hỗn độn kia lại có một vật lao ra. Đây là một con kỳ lân màu đen bị hư thối một nửa, từng hồi khí tức hư thối tràn ngập. Nhưng hai mắt nó lóe ra hắc quang, sau khi xuất hiện rít gào nhằm phía Vương Lâm. Sau khi kỳ lân xuất hiện, không ngờ từ trong hỗn độn lại xuất hiện 5 người không đầu. Phảng phất trong hỗn độn này tồn tại vô số sinh linh. Sau khi 5 người không đầu này đi ra sau kỳ lân, lập tức vờn quanh hư không tử không ngừng công kích. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, có ý muốn gọi phân hồn Thiên Vận Tử trong thập bát địa ngục đi ra. Nhưng lập tức nội tâm hắn khẽ động, nhìn chằm chằm Thiên Vận Tử ở xa xa, khóe miệng lộ ra cười lạnh. Thiên Vận Tử này sử dụng thần thông huyễn hóa ra từng sinh linh dần dần đột kích, mục đích sợ là để cho Vương Lâm thả ra hai phân hồn của mình. Vương Lâm mặc kệ đoán đúng hay không, tóm lại thả phân hồn Thiên Vận Tử trước mặt bản thể khiến cho hắn có cảm giác không ổn. Mắt thấy hắc mãng kia như thiểm điện tới gần, từng đợt máu tanh tràn ngập. Vương Lâm dứt khoát nhắm hai mắt, áo giáp trên thân thể trong phút chốc tản mát ra từng luồng ánh sáng đỏ đậm. Chu tước màu trắng bỗng nhiên chuyển động từ trên áo giáp lao thẳng đến hắc mãng. Từng tiếng mãng kêu và thanh âm chu tước bất chợt vang lên.
Hai mắt Thiên Vận Tử chợt lóe lên, khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười. Hắn chờ chính là trừ hai hồn phân thân ra, đúng là Chu Tước này. Trong khoảnh khắc Chu Tước xuất hiện, Thiên Vận Tử bỗng đứng dậy, bước về phía trước một bước. Một bước này không ngờ Thiên Vận Tử tới gần phía trước Vương Lâm, không để ý tới Vương Lâm mà nâng tay phải lên vặn một cái về hướng Chu Tước màu trắng. Thiên Vận Tứ Linh của lão phu chỉ thiếu Chu Tước Linh. Hôm nay nếu có thể thu thập đủ cũng là một chuyện vui. Chu Tước màu trắng kêu vang, ngọn lửa ngập trời nhưng bàn tay to của Thiên Vận Tử trực tiếp xuyên thấu ngọn lửa chộp thẳng tới Chu Tước. Mãng xà đang đánh với Chu Tước, thân hình nhoáng một cái tránh khỏi Chu Tước nhằm hướng Vương Lâm. Nó mở ra cái mồm kinh khủng muốn cắn nuốt Vương Lâm. Trong lúc nguy cấp này, sắc mặt Vương Lâm mặc dù tái nhợt nhưng hai mắt không chút sợ hãi. Trên mi tâm hắn lập tức xuất hiện lốc xoáy, trong giây lát nguyên thần uể oải từ lốc xoáy mi tâm ló ra. Nguyên thần thái cổ lôi long vừa xuất hiện lập tức rít gào một tiếng. Triệu Chủy. Một tiếng rít này, nguyên thần Vương Lâm càng thêm uể oải. Nhưng lập tức theo tiếng rít của nguyên thần, mãng xà cắn nuốt tới gần lập tức kêu lên thảm thiết. Trong cơ thể màu đen của nó lập tức tràn ngập vô số điện quang hình cung. Ánh mắt mãng xà này lộ vẻ sợ hãi, bỏ qua cắn nuốt lùi về phía sau. Đúng lúc này, hỗn độn ở ngoài trăm dặm cách Vương Lâm không ngờ nháy mắt quay cuồng. Từ ngoài truyền đến liên tiếp tiếng sấm ầm ầm. Cảnh tượng này cho dù là Thiên Vận Tử cũng ngẩn người ra. Theo tiếng sấm ầm ầm vang lên, gần như khoảnh khắc chỉ thấy từng đạo thiên lôi phá vỡ hết thảy chướng ngại ầm ầm xuyên thấu qua hỗn độn thẳng đến mãng xà kia. Cũng không phải là một đạo mà là vô số mảnh lôi đình xuyên thấu đến. Trong chớp mắt toàn thân mãng xà màu đen bị lôi quang vờn quanh, thậm chí ngay cả Thiên Vận Tử đều bị vây ở bên trong. Trong tiếng sấm ầm ầm kia, mãng xà kêu lên thảm thiết, toàn thân sụp đổ. Hai mắt Thiên Vận Tử lộ sắc khí, hắn không nghĩ tới Vương Lâm đến lúc này vẫn còn thần thông như vậy. Tay phải Thiên Vận Tử không ngừng bắt lấy Chu Tước màu trắng, đồng thời thân hình hắn nhoáng lên một cái, tay trái nâng lên hung hăng vỗ hướng Vương Lâm. Ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Sáu lão già Chu Tước Thánh Tông ở xa xa cơ hồ đều giống giận muốn về cứu viện, nhưng cổ ma tháp già mạnh mẽ, sáu người bọn họ vây công đều có chút lực không đủ, cho dù là thêm người lửa khổng lồ cũng gần như liên tục bại lui. Lại có ba người không ngờ đã phun ra mấy ngụm máu tươi, vẻ mặt ảm đạm, hiển nhiên là bị thương nặng. Khoảng cách không xa nhưng muốn cứu lại quá khó khăn. Một trường này là một kích phải giết của Thiên Vận Tử. Khoảnh khắc một trường hạ xuống, mắt phải Vương Lâm lóe ra. Thanh quang thuẫn lại biến ảo nhưng vừa ngăn cản liền lập tức ầm sụp đổ. Cái khe ở giữa vỡ ra chia làm hai nửa bay về trong mắt phải Vương Lâm. Mượn lực cản của thanh quang thuẫn, tay phải Vương Lâm hư không chụp một cái. Lúc này hắn không thể đi cân nhắc thương thế, trong cơn đau nhức vạch ra một cái khe ở phía trước. Trong tay cầm Diệt Thần Mâu hung hăng đâm về phía trước, va chạm với bàn tay Thiên Vận Tử. Âm Diệt Thần Mâu chấn động, hóa thành nhiều điểm tinh quang tiêu tan. Cũng không phải là Diệt Thần Mâu quá yếu mà là nó vốn do Vương Lâm biến ảo ra. Hơn nữa lúc này thương thế thân thể hắn quá nặng, như vậy không phát huy ra toàn bộ uy lực, dưới một vỗ của Thiên Vận Tử lập tức tiêu tan. Tay phải Thiên Vận Tử tê dần, sát khí trong mắt càng đậm. Mãi cho đến hôm nay, hắn mới chính thức biết được Vương Lâm này khó giết thế nào. Nhưng lúc này hắn cũng hạ quyết tâm nhất định phải giết chết Vương Lâm. Diệt Thần Mâu mặc dù tiêu tan nhưng cũng tranh thủ cho Vương Lâm được giây lát. Ánh mắt hắn lộ vẻ điên cuồng, giận dữ hét: "Muốn giết ta người phải trả một giá lớn." Trong tiếng giống, con mắt thứ ba bỗng xuất hiện trên mi tâm Vương Lâm, mở ra hướng Thiên Vận Tử. Hai thầy trò bọn họ năm xưa, hôm nay là lần thứ hai từ sau khi ở Thiên Vận Tinh triển khai trận chiến sống chết. Một người muốn giết, một người muốn phản kháng dãy dụa, thủy hỏa bất dung. Khoảnh khắc con mắt thứ ba mở ra, lập tức lóe hồng quang, căn nguyên lực không nhiều ở bên trong bất chợt lóe ra trực tiếp bao phủ, tràn ngập toàn thân Thiên Vận Tử. Mạnh mẽ như Thiên Vận Tử trong nháy mắt này, thân hình không khỏi chấn động, thất thanh: "Bổn nguyên." Thân thể hắn ở trong bổn nguyên lập tức tiêu tan nhanh chóng. Sau Thiên Vận Tử xuất hiện mấy ngàn phân thân. Những phân thân trong giờ phút này phảng phất dãy giụa, truyền ra từng tiếng giống giận. Phảng phất một loại cân bằng mơ hồ trong lúc này bị lực bổn nguyên làm rối loạn. Khoảnh khắc thân hình Thiên Vận Tử ngừng lại, một lão già trong sáu người Chu Tước Thánh Tông bị thương nặng. Ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng kiên định, nhiệm vụ của bọn họ là bảo vệ Vương Lâm bình an. Nhưng lúc này Vương Lâm gặp nguy cơ sống chết, nếu Vương Lâm chết trước mặt bọn họ chẳng khác nào diệt đi hy vọng của Chu Tước Thánh Tông bọn họ. Không phải người của Chu Tước Thánh Tông vĩnh viễn không thể cảm nhận được bi ai và không cam lòng mà bọn họ tích lũy vô số vạn năm qua. Lúc này lão già cười thảm, thân hình bỗng nhiên duỗi ra, ánh mắt lộ vẻ điên cuồng. Nguyên thần trong cơ thể lão bất chợt dẫn bạo từ bên trong, tu sĩ toái niết tự bạo. Tự bạo này đủ khiến long trời lở đất, phát huy lực lượng hủy diệt. Lão già này không tiếc liều mạng, thậm chí ngay cả tên của lão Vương Lâm cũng không biết. Nhưng lão lại vì hy vọng của Chu Tước Thánh Tông cam tâm tình nguyện lựa chọn hủy diệt. Tiếng nổ ầm ầm đột ngột vang ra từ mặt đất, thân thể lão già này điên cuồng vỡ nát. Nguyên thần hình thành một cỗ trùng kích không thể tưởng tượng, quét ngang. Hai mắt Thiên Vận Tử lộ tinh quang, tay phải cào lên mi tâm. Ngay lập tức ở mi tâm hắn xuất hiện ba đạo ấn ký,
một đạo ngay lập tức bị hắn mạnh mẽ mở ra. Trong khoảnh khắc, tu vi thiên vận tử điên cuồng tăng lên. Khí tức hùng mạnh tạo thành một cơn gió lốc ngăn cản lực bổn nguyên ở con mắt thứ ba của Vương Lâm. Đồng thời ngăn cản lực trùng kích do tu sĩ toái nhất tự bạo ở bên ngoài. Mượn cơ hội lão già toái nhất tự bạo, Vương Lâm lập tức lui về phía sau kéo giãn khoảng cách với thiên vận tử. Thiên vận tử một đầu tóc dài phất phơ, sau khi phá vỡ một đạo phong ấn lập tức trẻ tuổi rất nhiều. Thoạt nhìn hắn như một người đàn ông khoảng 50 tuổi. Trong thân thể hắn, khí thế tản mát ra khiến đám người bốn phía hít sâu một hơi. Ngay cả cổ ma tháp già kia, ánh mắt đọng lại. Đạo phong ấn thứ nhất này của lão phu đã gần 2 vạn năm không mở ra. Vương Lâm, ngươi có thể làm cho lão phu mở ra đạo phong ấn thứ nhất, thả ra toàn bộ tu vi thiên nhân nhất suy. Có đệ tử như ngươi, lão phu sống không uổng. Giờ phút này, ở ngoài tinh không bên ngoài vùng đất yêu linh, đại quân hơn vạn tu sĩ gào thét xông tới. Đi đầu là một lão già mặc áo trắng. Lão già này thân thể tràn ngập tiên khí, thoạt nhìn rất tiên phong đạo cốt. Ở phía sau hắn có gần 100 tiên nhân. Bọn họ là những người còn sót lại của vũ tiên giới năm xưa. Lão già áo trắng kia là người mạnh chỉ sau Thanh Thủy Tiên Quân, đồng thời cũng là người trong liên minh trưởng lão đoàn chỉ dưới Trọng Huyền Tử. Ở một phương hướng khác, một thân hình hư ảo bước đi trong tinh không. Tốc độ nhìn như thong thả nhưng thực tế lại cực nhanh. Thường thường chỉ một bước mà dường như vô tận. Hắn đúng là nguyên thần của Chu Tước Thánh Hoàng. Còn có hai người cũng đồng dạng đi trong tinh không tới vùng đất yêu linh. Hai NGUOI này là lão già trong Côn Hư Cảnh và Mộc Băng Mì. Một tinh vực vô biên vô hạn, cũng là cấm địa của tu chân liên minh. Sở dĩ nói nó kỳ dị là bởi vì nơi đây nhìn từ xa giống như một vùng đất huyền ảo. Bầu trời như mọc lên từ đất, cỏ xanh tràn ngập vô cùng vô tận, vừa nhìn có cảm giác không chân thật. Đây vốn hẳn là cảnh đẹp rừng cây trong tinh cầu mà lại xuất hiện trong tinh không. Và lại cũng không phải một chỗ mà là một phiến liên minh không dứt, phảng phất như một khu rừng muôn thuở tồn tại tới vĩnh cửu trong tinh không cho tới nay. Một cỗ nguyên lực thuộc tính mộc tràn ngập trong tinh vực này, hình thành một đám sương màu xanh bao phủ cả tinh vực hồi lâu không tiêu tan. Bất kỳ một tu sĩ nào nếu tới gần nơi này, toàn thân nguyên lực đều xuất hiện sự đình trệ, thậm chí cũng có người nguyên lực lập tức lặng im biến mất. Cho dù là tu chân liên minh cũng có chút kiêng kỵ nơi đây, coi là đất cấm. Chỉ có một số không nhiều lão quái sống đã lâu, ở trong sâu trong trí nhớ vẫn còn có hồi ức về màn sương màu xanh này. Hồi ức này tuy mơ hồ nhưng thủy chung chưa từng bị quên lãng. Vùng đất của Thanh Long Thánh Tông trong Tứ Thánh Tông lúc này, ở xa xa tinh vực này một người chậm rãi xuất hiện. Người này thoạt nhìn tuổi trung niên, vẻ mặt lộ ra một tia hồi ức và phiền muộn, thở dài nhìn Thanh Long Thánh Tông ở phía trước. Hắn nâng tay phải lên chỉ về phía trước, lập tức liền có bóng Chu Tước hư ảo biến ảo ra kêu vang một tiếng nhảy vào trong màn sương xanh, lượn lờ thiên địa. Chỉ khoảng nửa khắc, trong màn sương xanh kia có mấy thân hình lóe lên bay ra. Ba người đi đầu tóc đều trắng xóa, trên người đầy dấu vết của năm tháng, phía sau theo sát sáu lão già. Ra mắt Chu Tước Thánh Hoàng. Chín lão già đi từ trong màn sương xanh ra, sau khi nhìn thấy người đàn ông trung niên kia đều ôm quyền, mặt lộ vẻ cung kính. Xuất hiện người thức tỉnh Chu Tước, cần mượn thánh khí thái cổ của Thanh Long Thánh Tông các vị dùng một chút, sau đó cũng cần các vị đi theo. Người đàn ông trung niên đúng là nguyên thần Chu Tước Thánh Hoàng. Vì để việc này tuyệt đối không xảy ra sai sót, hắn liên tiếp đi đến Huyền Vũ Thánh Tông, Bạch Hổ Thánh Tông, cuối cùng là Thanh Long Thánh Tông này. Chín lão già của Thanh Long Thánh Tông nhìn nhau, không chút do dự, một trong ba lão già tăng thương phía trước cung kính gật đầu nói: "Chu Tước Thánh Hoàng có lệnh, chúng ta xin nghe theo." Lại nói đến trong vùng đất yêu linh, mượn cơ hội một trong sáu lão già Chu Tước Thánh Tông tự bạo, Vương Lâm nhanh chóng thoát khỏi thiên vận tử lui về phía sau. Hai mắt hắn đỏ bừng, thương thế trong cơ thể bởi vì động tác kịch liệt lập tức truyền đến từng cơn đau nhức như xuyên tim. Năm lão già Chu Tước Thánh Tông còn lại ở xa xa cũng không kịp tới thủ hộ hắn. Năm người họ tu vi cũng không phải là toái niết viên mãn, phần lớn ở vào sơ trung kỳ, nghênh chiến cổ ma tháp già vốn có chút gian nan. Hơi chút phân thần sợ là sẽ bị đòn nghiêm trọng. Bên ngoài thân thể năm lão già này tràn ngập ngọn lửa, mỗi người đều có pháp bảo lượn quanh. Pháp bảo của bọn họ đều không phải tầm thường mà là pháp bảo cấp không được, Chu Tước Thánh Tông cất giữ vô số năm qua. Tuy nói không so được với thứ không niết, nhưng dưới sự phối hợp của năm người, thêm vào người lửa khổng lồ do phương thức kỳ dị biến thành, lại thêm hoa phi mạnh hơn vật hình người. Bọn họ tham gia đối kháng với cổ ma tháp già cũng miễn cưỡng chống cự được. Nhưng hiển nhiên theo thần thông cổ ma biến ảo, bọn họ bị rơi vào thế tuyệt đối hạ phong. Vẻ mặt thiên vận tử bình tĩnh, sau khi hắn mở đạo phong ấn thứ nhất ở mi tâm, toàn thân tràn ngập một khí tức hùng mạnh khó tưởng tượng. Hắn bước về trước một bước, đến gần Vương Lâm. Chết dưới thiên nhân nhất suy của lão phu, ngươi có thể ngậm cười nơi chín suối. Dưới một bước của thiên vận tử liền có sấm gió vang lên. Người khác còn chưa phong, sấm gió đã quét ngang tới trên người Vương Lâm. Lập tức trên người hắn như bị đao cắt, trong cơ thể còn có tiếng phanh phanh, không ngừng lùi ra phía sau. Vương Lâm phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt dữ tợn. Cả đời tu đạo của hắn,
Nếu không có một phần dãy dụa và phản kháng không cam lòng sợ là cũng sớm tan thành mây khói. Lúc này sự mạnh mẽ của Thiên Vận Tử cũng không làm cho Vương Lâm buông tay. Cho dù là chết hắn cũng muốn liều một phen. Khóe miệng mang theo vết máu, hắn sờ túi chữ vật. Lập tức từ bên trong bay ra hơn 10 thanh đại kiếm, hắn gầm nhẹ chỉ thẳng đến Thiên Vận Tử. Cùng lúc đó Vương Lâm lại lấy xạ thần xa thứ 3 trong túi chữ vật ra. Xạ thần xa thứ 3 này vừa xuất hiện liền phịch một tiếng hóa thành con bướm, trong khi vỗ cánh liền có quy tắc huyễn hóa. Thiên Vận Tử vẻ mặt bình tĩnh, bước chân không chút ngừng lại. Trên đường đi tới hắn đối mặt với hơn 10 thanh đại kiếm bay tới kia, chỉ hơi mấp máy môi như là niệm chú ngữ. Lập tức hơn 10 thanh đại kiếm kia treo lơ lửng giữa không trung. Hơn 10 thanh đại kiếm này không ngờ sụp đổ toàn bộ hóa thành vô số mảnh vỡ bị cuốn ngược về phía Vương Lâm. Trong những mảnh vỡ bay ngược này không biết Thiên Vận Tử thi triển thần thông gì. Các mảnh vỡ không ngờ ngưng tụ lẫn nhau, hóa thành một mảnh kiếm vỡ tạo nên một cự long. Toàn thân cự long này đầy lân phiến sắc bén, rít gào bay thẳng đến Vương Lâm. Mắt thấy chính diện đâm vào con bướm phía trước do xạ thần xa biến thành. Con bướm kia vỗ cánh, mảnh kiếm hình rồng lập tức phát ra những tiếng răng rắc. Thanh âm này cực kỳ chói tai, phảng phất như vô số mảnh thép cọ sát vào nhau. Chỉ trong giây lát, Vương Lâm nhìn cảnh tượng này mà cảm thấy da đầu run lên. Hắn lần đầu tiên đấu phép với người, thậm chí ngay cả thần thông của đối phương cũng không biết đã suýt bỏ mình. Nếu không phải lấy xạ thần xa kịp thời chắc chắn trở tay không kịp. Xạ thần xa biến thành con bướm vỗ cánh, một làn gió vô hình ẩn chứa quy tắc dựng lên thẳng đến Thiên Vận Tử. Nhưng vẻ mặt Thiên Vận Tử không vì sự xuất hiện của xạ thần xa mà có bất kỳ biến hóa, đôi môi hắn vẫn hơi mấp máy. Lập tức phía trước con bướm kia liền vang lên tiếng nổ ầm long trời lở đất. Một tầng sóng gợn tản ra khiến cho thân hình con bướm chấn động run rẩy, không ngờ lại có dấu hiệu sụp đổ. Vẻ mặt Vương Lâm lộ ra sự dãy dụa nồng đậm, hai tay bấm pháp quyết há mồm phun máu tươi lên thân con bướm, quát to: "Mở phong ấn thứ 3." Con bướm kia lập tức chấn động, cánh lại vỗ. Ở trên không xuất hiện bốn cánh hoa không trọn vẹn. Con bướm vỗ cánh, bốn cánh hoa này lập tức xoay tròn, thổi về phía trước. Thiên Vận Tử khẽ a một tiếng, nâng tay phải chỉ về phía trước. Lập tức ở hư không phía trước không ngờ xuất hiện một mảnh vỡ vụn lớn. Phảng phất như bầu trời bị hắn vung tay làm cho sụp đổ, bị hắn mạnh mẽ nhấc lên điên cuồng cuốn về phía Vương Lâm. Xạ thần xa biến thành con bướm kia, còn có bốn cánh hoa chưa kịp triển khai uy lực chân chính, đã bị bầu trời cuốn tới kia cuốn lấy. Sau đó từ bên người Vương Lâm đi qua, chẳng biết mất đi hướng nào. Mà lúc này, Thiên Vận Tử dĩ nhiên đã tới gần, vẻ mặt thong dong. Ngón trỏ tay phải hắn nâng lên hướng về mi tâm, Vương Lâm hung hăng điểm một cái. Một chỉ này nếu hạ xuống, cho dù Vương Lâm có thân thể cổ thần cũng bị sụp đổ lập tức. Nguyên thần uể oải cũng biến mất khỏi thiên địa trong giây lát, từ nay về sau cũng không còn Vương Lâm. Sự cường đại của Thiên Vận Tử giống như một ngọn núi khổng lồ trước mặt Vương Lâm. Giờ phút này, Vương Lâm có một loại cảm giác không thể chống cự, mà bất kể chống cự thế nào cũng không thể vượt qua. Nhưng cảm giác này ngay lập tức bị Vương Lâm mạnh mẽ đè xuống. "Ta không cam lòng." Thanh âm của Vương Lâm vang dội thiên địa, mang theo tiếng giống giận điên cuồng. Trong khoảnh khắc ngón tay Thiên Vận Tử hạ xuống, Vương Lâm lấy từ trong túi trữ vật ra một vỏ kiếm dựng đứng trước người. Trong phút chốc, ngón trỏ của Thiên Vận Tử chạm vào vỏ kiếm kia. Một tiếng nổ động trời vang lên, vỏ kiếm kia xuất hiện nứt nẻ trong những tiếng rắc rắc. Tuy không sụp đổ nhưng khiến cho thân hình Vương Lâm bị quăng mạnh ra xa. Mồm phun ra một ngụm máu tươi, Vương Lâm cảm thấy trước mắt mơ hồ. Nguyên thần hắn gần như tan rã, thân thể lại giống như là tách rời. Giờ phút này hắn chỉ có một cỗ ý chí tuyệt không cam lòng, nghịch thiên chống đỡ. Thân hình Thiên Vận Tử ngừng lại. Một kích vừa rồi trông như bình thản nhưng trên thực tế phản chấn truyền từ vỏ kiếm cũng khiến hắn âm thầm kinh hãi. Hai mắt hắn lộ ra sát khí, một bước đi tới. Tốc độ hắn cực nhanh gần như là thuấn di trong phút chốc tới trước người Vương Lâm. Tay phải Thiên Vận Tử nâng lên, hung hăng vỗ xuống một cái. Ngay trong nháy mắt này, đột nhiên một cỗ sát ý từ sâu trong lòng đất vùng đất yêu linh này bất chợt bạo phát ra. Mặt đất ầm ầm run rẩy, một thân hình lóe phù văn từ trong đó xông ra. Tốc độ bóng người này thậm chí còn nhanh hơn Thiên Vận Tử mấy lần, giống như là tia chớp vọt tới. Một tiếng quát âm trầm vang lên trong thiên địa. Kẻ nào làm tổn thương chủ nhân, chính là kẻ thù không đội trời chung của tháp sơn này. Gần như trong khoảnh khắc Thiên Vận Tử vỗ xuống, tay phải thân hình đầy phù văn này vung lên phía trước. Lập tức một tấm da thú xuất hiện trong phút chốc liền bốc cháy hóa thành một cỗ khói xám vờn quanh thân thể hắn, khiến cho tốc độ hắn nhanh hơn mấy lần. Thân hình hắn chợt lóe đi tới bên cạnh Vương Lâm, đứng chắn ở trước ầm ầm va chạm với một trưởng của Thiên Vận Tử. Tiếng nổ ầm ầm vang lên, bóng người phù văn lượn quanh nhanh chóng ôm Vương Lâm lùi về sau, phun ra một ngụm máu tươi. Phù văn toàn thân hắn sụp đổ một mảnh lớn, nhưng vẻ mặt lại càng dữ tợn. Khí xám vờn quanh thân thể hắn nhanh chóng chui vào trong, nhanh chóng chữa thương. Cũng có một bộ phận dung nhập cơ thể Vương Lâm. Đúng lúc này, bỗng vang lên tiếng kêu thảm thiết của đầu to ở xa xa. Thân thể đầu to dưới một kích của phân thân Thiên Vận Tử ầm ầm sụp đổ.
Nguyên thần hắn cũng bị thương nặng, mắt thấy sắp bị một kích của phân thân Thiên Vận Tử mà sụp đổ. Đúng lúc này, Lôi Cát vốn đã bị thương nặng nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn ở gần nhất lúc này xông tới một cái chắn trước nguyên thần đầu to. Thân thể hắn bị một kích của phân thân Thiên Vận Tử đụng vào. Thân thể Lôi Cát sụp đổ, nguyên thần gần như tiêu tan, được Phù Phong Tử vung tay áo vội vàng cuốn lại. Nhưng một động tác này, cái giá của hắn phải trả là bị một kiếm của phân thân Thiên Vận Tử xuyên thấu qua ngực. Phù Phong Tử phun máu tươi, cười thảm, thân hình lui về phía sau, đến gần hai người trong Trần Đạo Tam Tử đang bị thương nặng. Lại nói đến cuộc chiến giữa Cổ Ma Tháp Già và Ngũ Lão Chu Tức Thánh Tông. Cổ Ma Tháp Già duỗi hai cánh tay, phía sau hắn bỗng xuất hiện một hình ảnh trăng lưỡi liềm hư ảo. Một tiếng nguyệt táng vang lên, pháp bảo cấp hầu trước người Ngũ Lão ầm ầm sụp đổ, năm người bị cuốn bay ngược, máu tươi phun ra. Người lửa khổng lồ do nguyên thần gần trăm tộc nhân biến thành, dưới thần thông của Cổ Ma Tháp Già phịch một tiếng sụp đổ. Nguyên thần lại phân ra một lần nữa trở về cơ thể mỗi người. Gần trăm tộc nhân đồng thời phun máu tươi. Thiên Vận Tử làm như không thấy tất cả chuyện này, nhìn chằm chằm thân hình tháp sơn phù văn lượn lờ toàn thân ở phía trước Vương Lâm. Vẻ mặt hắn bình thản, chậm rãi nói: "Ngươi trốn ở phía dưới đã lâu, còn tưởng rằng ngươi sẽ không xuất hiện nữa." Tháp Sơn trầm mặc, hắn đích xác ở dưới đã lâu, đối với trận chiến này hắn vốn có thể không xuất hiện. Chuyện này có liên quan rất nhỏ với hắn. Trên thực tế Tháp Sơn đã tính toán như thế, chỉ là vừa rồi trong nháy mắt nhìn thấy Vương Lâm gặp nguy cơ sinh tử. Trong lòng Tháp Sơn có một thanh âm giống giận, hò hét. Trong thanh âm rít gào kia, thân hình hắn không bị khống chế vọt ra. Tháp Sơn, vẻ mặt Vương Lâm tiểu tụy nhưng ánh mắt càng sắc bén hơn. Lúc này hắn được Tháp Sơn dìu, máu tươi chảy xuống từ khóe miệng. "Buông ta ra, đi giúp đỡ cho đầu to." Vương Lâm thở sâu, cắn răng nói, tay phải hắn nắm chặt vỏ kiếm nhìn chằm chằm Thiên Vận Tử, lộ ra sắc khí điên cuồng. Lúc này hắn giống như trở về lúc là một sát tinh ma đầu sắc khí ngập trời khi xưa ở Chu Tước Tinh. Vương Lâm ta nghịch tu, cho dù là chết cũng phải đầu đội trời chân đạp đất. Trong đời này không có gì sợ hãi, duy nhất là muốn giết ngươi. Vỏ kiếm trong tay Vương Lâm ầm một tiếng sụp đổ, hóa thành vô số mảnh nhỏ rơi xuống đất, chỉ còn lại thanh thiết kiếm rỉ sét loang lổ. Tháp Sơn hơi chút do dự, trầm mặc lui về sau. Ánh mắt hắn nhìn về phía Vương Lâm mơ hồ có vẻ sáng rực như ngày trước. Hắn mạnh xoay người, lóe lên phóng thẳng đến chỗ đầu to và Phù Phong Tử. Sở dĩ để Tháp Sơn rời đi là vì Vương Lâm hiểu được. Với tu vi Tháp Sơn cho dù được kế thừa Phù Văn Thánh Tổ, nhưng muốn ngăn cản Thiên Vận Tử cũng xa xa không đủ. Vừa rồi Tháp Sơn liều chết ngăn cản, mặc dù bề ngoài nhìn bị thương không nặng, nhưng trên thực tế Vương Lâm nhận thấy Tháp Sơn không chịu nổi đòn thứ hai. Vương Lâm cầm thiết kiếm, thở sâu nhìn Thiên Vận Tử, trên mặt hắn lộ ra một tia chua xót. "Để cho ta gọi ngươi một tiếng sư tôn lần cuối. Nếu không có ngươi, lúc này không biết ta còn ở đâu. Có lẽ vẫn rời khỏi Chu Tước Tinh như cũ, có lẽ sẽ lựa chọn một nơi vắng vẻ để ẩn cư. Một kích này là vì sự sinh tồn của ta mà chiến. Nếu ta chết, xin sư tôn đưa hài cốt ta quay về Chu Tước Tinh. Cho dù đã không có luân hồi cũng cho ta được chôn thân ở quê hương. Đám người Tư Đồ Nam và sư tôn không có liên quan nhiều, nếu ta chết xin sư tôn tha cho bọn họ." Vẻ mặt Thiên Vận Tử bình tĩnh, nhìn Vương Lâm trầm mặc một lát sau gật gật đầu. Vương Lâm cười dài một tràng, tiếng cười này mang theo một khí phách quyết chí tiến lên. Thân thể hắn đang đau, nguyên thần đang vỡ vụn nhưng tay hắn không chút run rẩy cầm thiết kiếm chậm rãi nâng lên. "Thiên Vận Tử!" Vương Lâm hét lớn, tay phải quét ngang, nguyên lực trong cơ thể hắn ầm ầm dồn vào thiết kiếm. Trong giây lát thiết kiếm lập tức phát ra tiếng kêu vang, một thanh kiếm lớn hư ảo bỗng xuất hiện giữa không trung quét về phía Thiên Vận Tử. Một kiếm, hai kiếm, ba kiếm. Thiên Vận Tử không hề động, chỉ bình tĩnh nhìn Vương Lâm, nhìn một kiếm lại một kiếm nối nhau. Bảy kiếm, tám kiếm, chín kiếm. Thiết kiếm vung lên, thường thường một kiếm chưa tan kiếm. Sau lại tiếp tục vườn quanh ngoài thân thể Thiên Vận Tử hình thành từng đạo kiếm quang rực rỡ thay thế hết thảy hào quang trong thiên địa. Mười kiếm, 11 kiếm. Mãi cho đến kiếm thứ 19 Vương Lâm phun ra một ngụm máu tươi, áo giáp đỏ thẫm trên thân thể cũng ảm đạm xuống. 20 kiếm, 21 kiếm, 23 kiếm. Đây chính là cực hạn của Vương Lâm lúc trước có thể phát huy ra. Nháy mắt kiếm hạ xuống, toàn thân áo giáp Vương Lâm tiêu tan hóa thành một cỗ hỏa nguyên lực dung nhập trong thiết kiếm. 24 kiếm, trong cơ thể Vương Lâm truyền đến những tiếng phanh phanh. Hai mắt hắn chảy xuống hai hàng máu loãng, vẻ mặt càng dữ tợn gầm lên lại nâng thiết kiếm lên. Kiếm quang vờn quanh ngoài thân thể Thiên Vận Tử gào thét, trong nháy mắt hình thành kiếm thứ 25. Trong khoảnh khắc kiếm thứ 25 xuất hiện, miệng vết thương lúc trước trên ngực Vương Lâm bị rách ra phun ra một màn xương máu. Thân hình hắn lay động nhưng một cỗ ý chí mạnh mẽ chống đỡ thân hình không ngã xuống. Vương Lâm nở một nụ cười thảm, thiết kiếm lại nâng lên. Kiếm thứ 26 ầm ầm mà ra, biến ảo ở bên ngoài thân thể Thiên Vận Tử, quét ngang. Lúc này Thiên Vận Tử động dung, hắn nhìn Vương Lâm vẻ mặt lộ ra trầm ngâm. "Ngươi làm như vậy cũng vô dụng, dưới thiên nhân nhất suy của ta. Dùng pháp bảo thứ không niết này của ngươi,
nếu không đạt được 30 kiếm trở lên không thể ngăn cản bước chân của ta. Thật không? Trước mắt Vương Lâm vẫn mơ hồ như cũ nhưng tay phải hắn không chút ngừng lại. Kiếm lại vung lên, kiếm quang vờn quanh ngoài thân thể Thiên Vận Tử lập tức gào thét. Kiếm thứ 26 xuất hiện. Thất khiếu Vương Lâm đổ máu nhưng hắn lại hét lớn một tiếng, ném thiết kiếm đi. Thanh thiết kiếm này tới gần Thiên Vận Tử trong nháy mắt vòng quanh một vòng hóa thành kiếm thứ 27, 28, 29. Thiên Vận Tử lắc đầu, nhưng đúng lúc này nguyên thần trong cơ thể Vương Lâm ầm ầm sụp đổ phạm vi lớn. Tuy nguyên thần không tiêu tan nhưng càng uể oải, cũng bởi vậy đổi lấy càng nhiều nguyên lực. Thiết kiếm trong phút chốc bộc phát ra kiếm quang càng chói mắt, vờn quanh không ngờ xuất hiện kiếm thứ 30. Nhưng vẫn chưa chấm dứt, sau kiếm thứ 30, kiếm thứ 31, 32 xuất hiện như tia chớp. Kiếm thứ 33. Vương Lâm giống lên một tiếng kinh trời, toàn thân hắn nổ lên những tiếng phanh phanh. Lại một tảng xương máu lớn phun ra, hóa thành kiếm thứ 33 này. Kiếm thứ 33 này vờn quanh người Thiên Vận Tử, ở một chỉ cuối cùng của Vương Lâm. Lập tức hiện ra kiếm quang có thể xuyên thấu vùng đất yêu linh biến ảo xung quanh Thiên Vận Tử. Kiếm quang mang theo một cỗ sắc khí linh hoạt sắc bén thẳng đến Thiên Vận Tử. Vết rỉ sét trên thiết kiếm hóa thành một mảnh dung nhập vào trong kiếm quang. Chấn động kinh thiên động địa bỗng nhiên vang lên từ chỗ của Thiên Vận Tử. Lúc này toàn bộ mọi người xung quanh ngừng chém giết, dưới chấn động không thể tưởng tượng được đều nhìn lại. Cho dù là cổ ma tháp ra mắt cũng lộ ra ánh sáng kỳ dị nhìn qua. Chủ nhân, Tháp Sơn nắm tay, thân hình run lên. Chủ nhân, nguyên thần đầu to ngơ ngác nhìn phía trước, hắn tồn tại trong dạng nguyên thần, cảm nhận được cơn đau không thể hình dung tràn ngập. Tiểu Lâm Tử, Tư Đồ Nam giao chiến với phân thân của Thiên Vận Tử, quần áo đều là vết máu. Lúc này hắn ngơ ngác nhìn về phía Vương Lâm, hai mắt trợn trừng muốn rách. Ở chỗ Vương Lâm và Thiên Vận Tử, một cơn gió lốc kiếm nổi lên trong chấn động. Gió lốc này nối liền trời đất, trong nháy mắt khiến cho mảnh đất yêu linh này truyền đến run rẩy dữ dội. Mặt đất sụp đổ, bầu trời cuốn lui. Tiếng ầm ầm chợt vang lên, toàn bộ bầu trời giống như trong giây phút này đều bị xé rách lộ ra vô tận tinh không bên ngoài. Cơn gió lốc kiếm kia quét ngang khiến cho vùng đất yêu linh sụp đổ nhiều nơi. Lại xuất hiện ở tinh không, lực lượng vô cùng vô tận của thiên địa phát tiết ra. Chấn động dữ dội này làm nổi lên một vùng sóng gợn. Chấn động qua đi, Thiên Vận Tử vẻ mặt bình tĩnh đứng tại chỗ. Trong tay hắn xuất hiện một cây tam xoa kích nồng đậm khí tức tang thương. Nhưng quần áo hắn bị gió thổi qua rách từng mảng lớn, ngay cả tóc của hắn cũng tiêu tan không ít trong cơn gió này. Thân hình Vương Lâm mang theo một tia không cam lòng chậm rãi ngã về phía sau. Thân thể hắn từ trên mảnh đất trăm dặm phía chân trời rơi xuống mặt đất tan rã. Sắp đi gặp cha mẹ rồi sao? Thân thể Vương Lâm không ngừng rơi xuống. Hai mắt mơ hồ của hắn nhìn tinh không lộ ra khi bầu trời bị xé rách. Mơ hồ hắn thấy được thân hình cha mẹ, bọn họ đang vẫy gọi hắn. Trên mặt họ lộ ra nụ cười hiền lành mà hơn ngàn năm qua hắn không tận mắt nhìn thấy. Nụ cười này chỉ tồn tại sâu trong trí nhớ của hắn, là ký ức hắn quý trọng nhất. Có lẽ, như vậy cũng tốt. Trên mặt Vương Lâm lộ ra nụ cười. Trước mắt hắn, trong tinh không kia phía sau cha mẹ hắn còn có Lý Mộ Uyển và Vương Bình. Mọi người, đang chờ ta sao? Ánh mắt Vương Lâm lóe sáng, thân hình không ngừng rơi xuống, nỉ non. Chỉ có điều hứa hẹn của ta với Tư Đồ Nam, Chu Dật không thể hoàn thành. Rất xin lỗi. Vương Lâm nhắm hai mắt, nhưng trong khoảnh khắc nhắm lại tinh không vùng đất yêu linh xuất hiện hai bóng người. Hai người này một nam một nữ. Nam là lão già trong Côn Hư Cảnh. Mà nữ là Mộc Băng Mi. Dung nhan tuyệt thế, lạnh như băng của Mộc Băng Mi giờ phút này nhìn thấy thân thể Vương Lâm từ trên trời cao hạ xuống. Trong nháy mắt vẻ lạnh như băng của nàng tan biến. Một loại phức tạp không biết vì sao xuất hiện trong tâm thần của nàng. Thân thể nàng trong nháy mắt phảng phất không bị khống chế, một bước hóa thành một đạo cầu vồng thẳng đến Vương Lâm. Lão già bên cạnh nàng nhíu mày, thầm than một tiếng. Nhưng lão không ngăn cản mà nhìn về phía mọi người ở vùng đất yêu linh. Mộc Băng Mi giống như một con bướm bay múa, lóe ra tới gần Vương Lâm đang rơi, đỡ thân thể hắn. Nàng nhìn người đàn ông chỉ cách trong gang tấc này, trong lòng phức tạp, nỗi hận nồng đậm không còn chút nào. Chuẩn xác mà nói đây là lần đầu tiên nàng mặt đối mặt với hắn. Mộc Băng Mi thở dài sâu kín, tay ngọc hư không chụp một cái. Lập tức phía trước xuất hiện một cái khe nứt từ trong lấy ra một bình ngọc. Trong bình này chỉ có một viên đan dược, bình ngọc này được tạo ra từ cực phẩm tiên ngọc ở trong ẩn chứa vô số trận pháp cấm chế. Để giữ cho dược vật trong bình ngọc được mãi mãi. Bình ngọc còn như vậy càng không cần nói đến một viên đan dược duy nhất trong bình. Không chút do dự, Mộc Băng Mi lấy viên đan dược ra đặt trên miệng Vương Lâm hai mắt nhắm chặt. Viên đan dược kia cũng không cần phải cắn nuốt, lúc chạm vào môi Vương Lâm lập tức hóa thành hai đạo khí màu trắng ngà, chui vào mũi Vương Lâm biến mất. Trong thiên địa này trừ ta ra ai cũng không thể giết hắn. Mộc Băng Mi ngẩng đầu, vầng trán có thể khiến hết thảy tu sĩ tim đập thình thịch. Nàng nhìn chằm chằm Thiên Vận Tử ở phía trên, hai mắt lộ hàn quang. Côn Hư Thánh Nữ. Vẻ mặt Thiên Vận Tử lộ ra vẻ nặng nề, tay cầm tam xoa kích lui về phía sau vài bước. Nhưng ánh mắt hẳn đảo qua rơi lên người lão già ở trên không trung.
Lữ Vân đạo. Thiên Vận Tử nhăn mày, trầm giọng nói. Côn hư cảnh các ngươi cũng muốn tham gia hay sao? Lão già kia liếc mắt nhìn Thiên Vận Tử một cái lại nhìn cổ ma tháp già vẻ mặt âm trầm giữa không trung. Nhất là khi nhìn về cổ ma tháp già trong mắt lão có vẻ nhớ lại. Mục đích của lão phu là hắn. Lão già than nhẹ, đi hướng cổ ma tháp già. Hai mắt cổ ma lóe ma diễm nhìn chằm chằm lão già, trong mắt dần dần lộ vẻ ngưng trọng. Đao sống dày trong tay lão đảo qua, trầm giọng nói. Hóa ra là ngươi, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên không chết. Vốn là đã chết, may mắn năm đó được Thanh Lâm huynh giúp đỡ. Lão phu cùng hắn tuy có mối thù truyền kiếp rất sâu, nhưng nếu hắn cứu ta một lần ta liền nợ một món nhân tình. Hôm nay tại trên người ngươi ta sẽ trả món nợ nhân tình này. Lão già nói xong đi từng bước hướng cổ ma. Vẻ mặt lão bình tĩnh phảng phất cổ ma tháp già này căn bản không đáng đặt trong mắt. Tháp già gầm nhẹ thân hình nhoáng một cái. Lập tức toàn thân hắn cuộn lên màn xương đen ngập trời, hóa thành ma ảnh theo thân hình chuyển động. Ma ảnh kia rít gào, há mồm hướng về phía lão già cắn nuốt. Nháy mắt nơi cổ ma và lão già tràn ngập màn xương đen. Từng tiếng rít gào của cổ ma ở trong không ngừng truyền ra, tiếng nổ ầm ầm lại vang lên rộn rã. Mộc Băng Mi bỏ thân hình vương lâm xuống, thân hình nàng bay thẳng đến Thiên Vận Tử. Thiên Vận Tử cau mày, lui ra sau vài bước bình tĩnh nói. Côn hư thánh nữ, lão phu không muốn là kẻ địch với côn hư cảnh các ngươi. Vương lâm này cùng ngươi không thân không quen, ta muốn giết hắn ai cũng không thể ngăn cản. Ngươi không có tư cách giết hắn. Mộc Băng Mi lắc đầu, thân hình bay lên tới gần. Tay phải nàng vung lên lập tức một mảnh bóng hình hư ảo tràn ngập. Một đám hư ảnh này không ngờ giống như là phân thân của Mộc Băng Mi. Chẳng qua phân thân này có 8 cái. Linh hư khóa nguyên, luyện nguyên hóa khí. Thanh âm Mộc Băng Mi bình tĩnh nhưng khoảnh khắc nói ra những lời này lập tức 8 phân thân này hai tay bấm pháp quyết. Một cỗ linh khí thiên địa cuồn cuộn lập tức từ không trung tràn ngập đến, hóa thành một cột nguyên khí ẩm ẩm giáng lâm. Ánh mắt Thiên Vận Tử lộ ra ánh sáng kỳ dị, đôi môi khẽ mấp máy. Lập tức cột nguyên khí từ trên trời giáng xuống có dấu hiệu run rẩy. Mộc Băng Mi lắc đầu, hạ giọng nói: "Thiên vận thuật của ngươi vô dụng đối với ta." Nàng nói xong, tay phải hư không chụp một cái. Lập tức liền có vô tận linh khí thiên địa ngưng tụ đến hóa thành một quyển thẻ tre trước người. Thẻ tre này trải rộng ra bầu trời, khoảnh khắc mở ra lập tức ở trên tỏa ra ánh sáng 7 màu hướng thẳng tận trời cao. Vô số ấn ký từ trong bay ra vờn quanh toàn thân Mộc Băng Mi. Mặc dù ta chỉ là thiên nhân nhất suy, nhưng hết thảy thần thông trong Côn Hư tinh vực này trốn không thoát khỏi sự nắm giữ của ta. Nguyên lực thiên địa trong Côn Hư tinh vực này nếu ta không muốn cho ngươi có, ngươi lấy không đi nửa điểm. Ngón tay phải Mộc Băng Mi chỉ ra trước người, lập tức ấn ký vần quanh thân thể nàng ầm ầm tản ra bốn phía, biến mất trong thiên địa. Trong nháy mắt này, toàn bộ thiên địa, toàn bộ tinh không thiên địa nguyên lực không thể tưởng tượng nổi ầm ầm xuất hiện điên cuồng kịch biến. Không ngờ toàn bộ ngưng tụ hướng cột nguyên khí kia. Phong, hết thảy nguyên lực ở bên ngoài Thiên Vận Tử. Mộc Băng Mi nhìn chằm chằm Thiên Vận Tử, bình tĩnh mở miệng. Thanh âm nàng tuy bình thản nhưng có một cỗ ý niệm chân thật đáng tin. Trong nháy mắt, hết thảy nguyên lực bên ngoài thân thể Thiên Vận Tử ầm ầm nhất tề đẩy ra. Phảng phất giờ này nguyên lực bài xích Thiên Vận Tử vậy, tốc độ tiêu tan quá nhanh gần như khoảnh khắc đã không còn. Chỉ có nguyên lực trong cơ thể Thiên Vận Tử bởi vì luyện hóa đến cho nên không bị ảnh hưởng. Nhưng loại thần thông không thể tưởng tượng này vượt qua sự tưởng tượng của mọi người bốn phía. Cho dù là Thiên Vận Tử sắc mặt cũng âm trầm. Đã sớm nghe nói Côn Hư Thánh Nữ trong Côn Hư cảnh có thần thông lớn lao. Các thế hệ Côn Hư Thánh Nữ đều được truyền thừa từ viễn cổ, cho dù là lúc tiên giới tồn tại thân phận cũng ngang hàng với tiên cung. Dưới tứ đại tiên giới có tứ đại tinh vực, trong mỗi một tinh vực đều có một người được truyền thừa từ tiên vực viễn cổ. Thánh nữ tứ đại tinh vực năng lực trong tay khác nhau. Năm xưa lão phu tiến vào tu luyện trong Côn Hư cảnh, đã nghe qua không ít lời đồn liên quan đến Côn Hư Thánh Nữ, hôm nay gặp được quả nhiên là thế. Mộc Băng Mi không nói gì, tay ngọc chỉ vào cột nguyên khí kia. Lập tức cây cột như chống đỡ thiên địa này thu nhỏ lại trở thành một thanh đoản kiếm lóe tinh quang. Mộc Băng Mi cầm đoản kiếm, ngẩng đầu, thân hình như bướm xông thẳng đến Thiên Vận Tử. Từ đầu đến cuối nàng không nhìn Vương Lâm một cái, trong lòng phức tạp. Nàng có chút không biết như thế nào đối mặt với người quen thuộc mà xa lạ này. Tâm tư của nàng không ai có thể hiểu được, bởi vì chính nàng cũng còn mê man. Nàng chỉ có xác định một việc, nàng không thể trơ mắt nhìn Vương Lâm chết đi, không thể thờ ơ khi nhìn thấy người khác muốn giết Vương Lâm. Trong lòng của nàng có một chút phức tạp, còn có cả chua xót. Vì ý nghĩ này nàng sẽ không để bất cứ kẻ nào giết Vương Lâm. Ý nghĩ này đã bồi hồi trong lòng của nàng thật lâu tràn ngập tâm thần. Mấy năm nay mỗi khi đêm khuya tỉnh giấc nàng một mình ở ngọn cao nhất trong Côn Hư cảnh nhìn trời cao màu đen. Cảm giác chua xót trong lòng lại nảy sinh, cái ý niệm kia trong đầu cũng thường thường vào lúc này khiến nàng không thể khống chế được. Vô số năm qua nàng như thế vượt qua, thẳng tới hôm nay nàng thấy được Vương Lâm, ý niệm phức tạp chua xót tràn ngập toàn bộ tâm thần nàng. Nàng không dám cúi đầu nhìn Vương Lâm không biết còn hôn mê hay không, nàng không dám.
Mộc Băng Mi cầm đoạn kiếm, mang theo tâm thần phức tạp nhằm phía Thiên Vận Tử. Dường như chỉ có như vậy mới khiến tim của nàng bình tĩnh trở lại. Vẻ mặt Thiên Vận Tử âm trầm, hiểu biết của hắn về Côn Hư Thánh Nữ hắn. Mặc dù biết rất nhiều nhưng lại không nghĩ rằng đối phương có thể phong tỏa nguyên lực thiên địa. Như vậy thiên vận thuật của hắn căn bản không có tác dụng trên người đối phương. Thiên vận thuật chính là một thuật câu thông với thiên địa, dùng loại câu thông này đổi lấy quy tắc vô hình khiến hắn có thể sử dụng cho quy tắc này. Thiên Vận Tử hừ lạnh, tam xoa kích trong tay đảo qua, ngay lập tức hóa thành ba đạo cầu vồng thẳng đến Mộc Băng Mi. Tiếng nổ ầm ầm vang lên, trên mặt đất Vương Lâm mở hai mắt nhìn Thiên Vận Tử và Mộc Băng Mi đang giao chiến bên trên. Ánh mắt hắn lộ ra phức tạp nồng đậm cùng một tia đau khổ không thể xóa mờ. Hắn thật không ngờ chân chính gặp nàng nhanh như vậy, hơn nữa lúc này đối với Liễu Mi. Mỗi lần Vương Lâm nhớ tới cái loại đau khổ này xa xa vượt qua hết thảy thương tổn thân thể có thể chịu được. Cái loại tâm linh đau đớn như kim châm muối sát này khiến hắn không thể nào quên được đau khổ trên người Vương Bình. Vương Lâm trầm mặc, khoanh chân ngồi xuống thở ra một hơi thật sâu, lúc này thần thông của hắn đã cạn. Dường như không còn vận mệnh đối kháng với bất kỳ thần thông gì. Ta còn có một loại thần thông. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn về phía trời cao bị gió lốc kiếm phá vỡ. Trong tinh không vô tận, lực lượng thiên địa nồng đậm trong nháy mắt bầu trời vùng đất yêu linh bị phá vỡ bao phủ đến, tràn ngập vùng đất yêu linh. Thanh quang thuẫn tuy vỡ thành hai nhưng không biến mất. Bên trong ẩn chứa một kích hộ mệnh của bát tinh cổ thần. Uy lực của nó tuy không biết cụ thể nhưng có thể nghĩ đến uy lực tuyệt đối không yếu. Vương Lâm trầm mặc, mắt phải lóe thanh quang, ở trong con ngươi hắn mơ hồ xuất hiện hư ảnh thanh quang thuẫn. Chẳng qua thanh quang thuẫn này vỡ vụn hai nửa, giờ phút này trong mắt phải Vương Lâm đang nhanh chóng dung hợp với nhau. Nhưng mặc dù là không dung hợp cũng có thể thi triển thần thông bảo mệnh kia của bát tinh cổ thần. Điều kiện đầu tiên là có đủ cổ thần lực. Đối với giải quyết vấn đề cổ thần lực, lúc trước Vương Lâm từng có ý tưởng. Đó là phân thân và bản tôn tách ra, giống như dĩ vãng bản tôn yên lặng không ngừng hấp thu dần dần, khiến cho thanh quang thuẫn đạt được đủ cổ thần lực. Chỉ là như vậy thì thời gian tương đối lâu, nếu dựa theo tính toán của Vương Lâm là sau khi rời khỏi vùng đất yêu linh mới xử lý. Nhưng lúc này hắn lại không thể không tìm một loại đường tắt khác. Nhưng nếu là đường tắt nhất định phải trả giá, cái giá này Vương Lâm nhất định phải chấp nhận. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thiên Vận Tử và Mộc Băng Mi đang giao chiến, trong mắt toát ra vẻ kiên định và quyết đoán. Ta không cần nàng cứu lại càng không muốn nợ nàng loại ân tình này. Vương Lâm trầm mặc, năm tinh điểm cổ thần ở mi tâm bất chợt biến ảo ra, cấp tốc xoay tròn. Rất nhiều cổ thần lực ầm ầm ra, toàn bộ tiến vào trong mắt phải hắn, nhanh chóng dung nhập vào trong thanh quang thuẫn. Theo cổ thần lực không ngừng dung nhập, thanh quang trong mắt phải Vương Lâm điên cuồng tăng mạnh, sáng chói. Lấy cổ thần lực của bản thân để bổ khuyết cho nhu cầu của thanh quang thuẫn, điều này đối với Vương Lâm mà nói cái giá quá lớn. Hắn tuy không vỡ tinh, nhưng mất đi nhiều cổ thần lực cũng khiến cho tinh điểm cổ thần thứ 5 của hắn dần dần mơ hồ, cuối cùng ảm đạm không ánh sáng. Nhưng chỉ cần tinh điểm cổ thần không vỡ vụn sẽ có một ngày được bổ sung. Chỉ có điều thanh quang thuẫn kia cần cổ thần lực quá lớn, theo tinh điểm mi tâm Vương Lâm không ngừng xoay tròn. Càng nhiều cổ thần lực dung nhập mắt phải, dần dần viên tinh điểm thứ 4 cũng ảm đạm xuống. Thanh quang ở mắt phải Vương Lâm sáng mạnh gần như bao phủ nghìn trượng nơi này. Cho dù là Thiên Vận Tử và Mộc Băng Mi đang đấu pháp ở bên trên cũng đều chú ý tới thanh quang quỷ dị này. Tinh điểm ở mi tâm Vương Lâm càng xoay nhanh, tinh điểm cổ thần thứ 3, thứ 2 cũng mờ dần. Cuối cùng viên cuối cùng cũng nhanh chóng mất đi ánh sáng, mờ dần. Nhưng trong nháy mắt này, thanh quang ở mắt phải Vương Lâm cũng giống như từng thanh kiếm nhọn phóng lên cao. Những nơi mắt phải hắn nhìn qua, mảnh đất trăm dặm bị thần thông của Thiên Vận Tử nhấc lên trời cao khoảnh khắc bị ánh mắt này chiếu vào. Lập tức phát ra tiếng nổ ầm ầm không ngờ không chịu nổi ánh mắt của Vương Lâm, ầm ầm sụp xuống. Trong nháy mắt, tinh không phía xa xa bầu trời bị xé rách xuất hiện hàng loạt cầu vồng. Tốc độ cầu vồng này cực nhanh trong khoảnh khắc tiến vào, từng đạo không chút do dự nhảy vào bầu trời bị xé rách, trực tiếp tiến vào trong vùng đất yêu linh. Người đi đầu là tiên nhân toàn thân tiên khí lượn lờ, phía sau hắn có rất nhiều tiên nhân. Rất nhiều tu sĩ tu chân liên minh phía sau đám tiên nhân này trong thời gian ngắn vây quanh bốn phía. Đối với tu chân liên minh mà nói, bất kể là Tứ Thánh Tông hay là Thiên Vận Tử hay Cổ Ma Tháp Già đều là kẻ thù. Cho dù là những tiên nhân này cũng tuyệt đối không muốn Thanh Lâm thức tỉnh. Tính ra bọn họ lại càng hy vọng Cổ Ma đoạt xá thành công. Chỉ là Cổ Ma này cũng là người bọn họ nhất định phải gạt bỏ. Năm xưa Thanh Lâm uy danh hiển hách đủ để đám tiên nhân còn sót lại này tâm thần rung động. Cho dù là tiên quân đi đầu, ngày xưa ở trước mặt Thanh Lâm cũng cực kỳ cung kính không có bất kỳ chút nghịch ý nào. Nhưng lúc này, đám tiên nhân này được tu chân liên minh cung phụng lại tung hoành vô số năm. Nếu bắt bọn họ trở lại như ngày trước, không có bất cứ kẻ nào buông tay được. Như vậy Thanh Lâm này tuyệt không thể tỉnh, Cổ Ma phải bị giết chết. Bày trận. Gần như trong nháy mắt nhảy vào vùng đất yêu linh, tiên quân năm xưa lập tức hét lớn một tiếng. Lập tức đám tu sĩ liên minh đi theo những tiên nhân nhanh chóng tay bấm pháp quyết. Trong phút chốc lực lượng thiên địa vô tận tràn ngập, không ngờ hóa thành chín thanh đại kiếm hào quang vạn trượng. Chín thanh đại kiếm này dựng đứng ở trên bầu trời, bao vây vùng đất trăm dặm. Luyện đạo.
Vô số tu sĩ liên minh trong nháy mắt này cùng hét lớn lên. Thanh âm vang vọng thiên địa giống như tiếng sấm, lập tức khiến cho trận pháp điên cuồng mở ra. Trong khoảnh khắc, mảnh đất trăm dặm ở trên trời không ngờ bị bao phủ trong một mảnh kiếm quang vô tận. Còn có đám tiên nhân kia lại đồng loạt xông tới, thẳng đến mọi người phía dưới. Trong đó đa số người đều xông thẳng đến màn xương đen nơi cổ ma và lão già của Côn Hư cảnh. Còn có một số thẳng đến Thiên Vận Tử. Trong phút chốc, nơi này chìm vào hỗn loạn. Nhưng ngay tại khoảnh khắc hỗn loạn này, thanh quang trong mắt phải Vương Lâm dựng lên tận trời. Mảnh đất bị Thiên Vận Tử nhấc lên ầm ầm vỡ vụn. Từng đạo thanh quang tràn ngập bên trong, theo đại địa cao ngất trực tiếp xuyên thấu ra phía trước. Theo thanh quang này xuyên qua, đại địa sụp đổ tầng tầng, gần như khoảnh khắc hóa thành một đống hoang tàn. Bụi đất nồng đậm tràn ngập, mọi người ở bên trên này lại phân tán ra. Thân hình Vương Lâm bay lên, thẳng đến Thiên Vận Tử ở phía trước. Tu chân liên minh đột nhiên xuất hiện, thần thông của Vương Lâm thi triển ra, cảnh tượng này lập tức làm gợi sự chú ý của Thiên Vận Tử, khiến sắc mặt hắn cực kỳ âm trầm. Lúc này tam xoa kích trong tay đảo qua tránh khỏi Mộc Băng Mi dây dưa, hét lớn: "Ngươi đã muốn chết, lão phu sẽ cho ngươi toại nguyện." Mộc Băng Mi do dự một chút, đang định lên trước thì lúc này thanh âm lạnh như băng của Vương Lâm vang lên: "Không cần ngươi giúp, đan dược lúc nãy Vương Mỗ sẽ nghĩ mọi phương pháp nhất định trả ngươi gấp mấy lần. Ân cứu mạng nhất định có cơ hội trả lại mấy lần." Sắc mặt Mộc Băng Mi lập tức tái nhợt, trầm mặc lui về sau. Nàng cắn môi dưới, thậm chí có máu tươi chảy xuống, kinh ngạc nhìn Vương Lâm, la lớn: "Ta muốn gặp hắn." Thanh âm nàng lộ ra một nỗi đau xót, đây là ý niệm khát vọng nhất trong đầu nàng, quanh quẩn tâm thần nàng vô số năm thủy chung vẫn phức tạp tồn tại. Hắn này người ngoài ai cũng không biết, lại càng không hiểu, nhưng thân hình Vương Lâm chấn động. Hắn làm sao không hiểu, hắn này chính là Vương Bình. Không nói đến Vương Bình còn đỡ, nói đến hắn tim Vương Lâm đau như dao cắt. Cái loại đau này nếu không tự thân trải qua căn bản không thể cảm nhận được một phần vạn bên trong. "Ngươi không có tư cách." Vương Lâm đau đớn trong lòng, xông thẳng đến Thiên Vận Tử. Mộc Băng Mi cười thảm, muốn nói điều gì nhưng lại không nên lời. Lúc này đám tiên nhân của Tu Chân Liên Minh tới gần, Mộc Băng Mi ngẩng đầu nhìn bọn họ, ánh mắt lộ hàn quang. Nỗi lòng nàng phức tạp sinh ra tức giận, lập tức phát tiết vào đám tiên nhân này. Thân hình nàng nhoáng một cái, đoản kiếm trong tay lập tức đánh ra như sấm chớp, thẳng đến đám tiên nhân này. Tạm thời không nói đến Mộc Băng Mi, thân hình Vương Lâm bay thẳng đến Thiên Vận Tử. Lúc này thanh quang mắt phải hắn như là một vầng mặt trời màu xanh, chiếu rọi toàn bộ mọi thứ trong thiên địa, khiến cho toàn thân hắn tràn ngập một cỗ uy nghiêm không cách nào hình dung. Thiên Vận Tử cầm tam xoa kích trong tay, lúc này không ngờ hắn có cảm giác kinh hãi. Thanh quang kia dưới cái nhìn của hắn ẩn chứa một cỗ thần thông hắn nhìn không thấu. "Đây là Thiên Vận Tử, cuộc chiến giữa hai ta còn chưa chấm dứt." Vương Lâm gầm nhẹ một tiếng, mắt phải thanh quang chợt lóe, thanh quang thuẫn từ trong bay ra. Thanh quang thuẫn này vốn đã vỡ vụn nhưng lúc này dung hợp cùng một chỗ. Sau khi xuất hiện lập tức ầm một tiếng, hóa thành vô số điểm sáng màu xanh tiêu tan ra bốn phía. Trong nháy mắt này, tâm thần Thiên Vận Tử chấn động mạnh. Một cỗ nguy cơ không hiểu khoảnh khắc tràn ngập tâm thần hắn. Loại nguy cơ này cuộc đời hắn rất hiếm thấy, nhưng lúc này nguy cơ này mạnh mẽ, khiến cho hắn ngừng thở, không chút do dự tay trái đặt lên mi tâm hung hăng cào xé. Lập tức đạo phong ấn thứ hai ở mi tâm lập tức bị hắn mạnh mẽ xé ra một nửa. Thiên Vận Tử còn chưa kịp hoàn toàn xé mở, một bàn tay to bỗng nhiên từ trên trời giáng lâm. Bàn tay này nắm lại thành quyền, ầm ầm hạ xuống trực tiếp nện lên người hắn. Tiếng nổ ầm ầm không ngừng vang lên, mặt đất run rẩy kịch liệt. Sau khi nắm tay kia thu về lập tức lại có một đôi chân to hạ xuống, ầm một tiếng rơi trên mặt đất. Cùng lúc đó, tinh không bên ngoài vùng đất yêu linh này chợt xuất hiện biến hóa không thơ tưởng tượng được. Chỉ thấy trong tinh không những tiếng nổ ầm ầm điên cuồng vang lên, giống như một lốc xoáy thật lớn nhanh chóng xoay tròn. Lốc xoáy này to lớn vô biên vô hạn, tất cả những tinh cầu trong lốc xoáy bị bao phủ bên trong theo đó xoay tròn. Trong lốc xoáy này một cảnh giống như chân thật bất chợt xuất hiện. Đó là những kiến trúc san sát nhau đột ngột mọc lên từ mặt đất, những kiến trúc này cực kỳ đơn giản nhưng lại có một cỗ khí tức tăng thương lượn lờ. Đó là một mảnh đất màu đỏ như máu. Trong những kiến trúc vô biên vô hạn này, dường như toàn bộ thiên địa đã không tồn tại, chỉ còn lại những kiến trúc chống đỡ thiên địa đó. Đúng lúc này một bàn chân khổng lồ từ trên trời giáng xuống, ầm một tiếng đạp ở trên mặt đất. Chân hạ xuống lập tức đại địa xuất hiện vết nứt, truyền ra những tiếng nổ ầm ầm quanh quẩn. Nơi chân hạ xuống là phía trên một tòa kiến trúc, nhưng kiến trúc này lập tức ầm ầm sụp đổ trở thành một đống hoang tàn. Cùng lúc đó một tiếng giống giận long trời lở đất truyền khắp tinh không bỗng nhiên từ trong hư vô truyền ra. Trong lốc xoáy khổng lồ kia, một cảnh tượng cực kỳ chân thật. Chỉ thấy trên đại địa, chủ nhân của cái chân là một người khổng lồ thân cao khoảng vạn trượng. Đó là một cổ thần, là một bát tinh cổ thần. Nếu chỉ như vậy cũng còn không quá mức rung động. Nhưng bên cạnh bát tinh cổ thần đó không ngờ có gần trăm người khổng lồ như vậy. Hơn trăm người khổng lồ này rõ ràng toàn bộ đều là bát tinh cổ thần. Phía xa hơn còn có một thân hình càng thêm khổng lồ, bát tinh cổ thần ở bên người này căn bản không thể so sánh, giống như con kiến và con voi.
nhưng cho dù là hình dung như vậy cũng không đủ để biểu lộ độ cao của thân hình khổng lồ này. Càng xa hơn, yêu khí ngập trời, một đám cổ yêu đạp trong thiên địa, yêu khí vô tận tràn ngập thiên địa, từng tiếng rít gào vang vọng. Ở xa xa lại là một đám cổ ma, ma khí kinh thiên động địa mang theo ánh mắt khát máu điên cuồng tấn công đến. Đây chính là đại chiến của ba bộ tộc cổ. Trên mặt đất cũng có vô số người như luyện khí sĩ, nhưng những người này cường đại vượt rất xa so với luyện khí sĩ. Bọn họ lấy tộc Lạc làm trung tâm, phía trên mi tâm có các loại sinh mạng ấn ký và đồ đằng, triển khai chém giết điên cuồng. Chiến trường này thật sự là quá lớn, tinh vực hiện ra trong lốc xoáy chẳng qua chỉ là một góc. Trong tinh không này, mọi người vùng đất yêu linh lúc này bỗng đột nhiên phát hiện vùng đất yêu linh biến mất. Trước mắt hết thảy, toàn bộ đều biến mất hình dạng. Mà bọn họ lại xuất hiện trong chiến trường này, cảnh tượng bốn phía chân thật đến mức đáng sợ. Nhưng hiển nhiên vẫn có người không tin chuyện này, chỉ cho là hư ảo. Một tiên nhân của tu chân liên minh mặc dù khiếp sợ nhưng trong mắt lộ vẻ khinh thường. Mắt thấy đại địa dưới chân đột nhiên xuất hiện một bóng mờ, ngẩng đầu bỗng chấn động. Chân phải cổ thần nâng lên, hung hăng đạp xuống mặt đất. Tiên nhân này căn bản không né tránh, trong giây lát, bàn chân kia ầm ầm hạ xuống, đại địa lập tức run rẩy dữ dội. Sau khi bàn chân nâng lên, tiên nhân kia đã không còn, chỉ còn một mảnh máu thịt nát bươm, nguyên thần sụp đổ. Cảnh tượng này lập tức khiến cho mọi người xung quanh ngừng thở. Đúng lúc này, phía trước bỗng chìm vào bóng tối, một con phi điểu dài chừng nghìn trượng cất lên tiếng kêu dữ tợn, gào thét bay qua. Cánh con phi điểu kia duỗi ra giống như phong nhan quét ngang đám tu sĩ liên minh kết thành trận pháp. Ngay lập tức hơn trăm thân thể lập tức chia đôi, tiếng kêu thảm thiết chợt vang lên, máu tươi tràn ngập mộng, mộng quay về viễn cổ. Cổ ma tháp già và lão già côn hư cảnh còn có tiên quân cùng với đám tiên nhân đánh nhau lập tức ngừng lại, ngơ ngác nhìn hết thảy mọi thứ. Nhất là cổ ma tháp già, sau khi nhìn thấy cảnh tượng bốn phía, hai mắt không ngờ lộ ra vẻ sợ hãi. Viễn cổ, đây chính là chiến trường viễn cổ. Lão già côn hư cảnh hít sâu một hơi lạnh. Đây chính là thần thông bảo mệnh của bát tinh cổ thần để lại trong thanh quang thuẫn của Vương Lâm. Thần thông được bát tinh cổ thần dùng bảo mệnh tuyệt đối không đơn giản. Giấc mộng cổ thần, mộng quay về viễn cổ. Mà lúc này, đại địa run rẩy càng dữ dội hơn, chính là gần trăm cổ thần đang đạp lên mặt đất, nhấc chân hướng về phía mọi người ầm ầm dậm xuống. Mà bộ tộc cổ yêu và bộ tộc cổ ma đồng dạng kêu vang điên cuồng tới gần. Dường như nơi mọi người đang đứng là trung tâm chiến trường. Phía sau gần trăm cổ thần kia, thân hình khổng lồ không cách nào hình dung cũng đồng dạng nhấc chân lên. Mọi người ở mặt đất gần như lập tức cảm thấy da đầu run lên, nháy mắt toàn bộ tản ra. Mà cổ ma lúc này lại kinh ngạc nhìn về phía tộc cổ ma đang không ngừng tới gần, ánh mắt lộ ra vẻ kích động. Trên mặt đất phía xa xa, Thiên Vận Tử dãy dụa bò lên, phun ra một ngụm máu tươi. Vẻ bình tĩnh trong mắt hắn biến mất, tay trái hung hăng đặt lên mi tâm cào một cái. Lập tức đạo phong ấn thứ hai hoàn toàn được xé rách. Trong nháy mắt này, Thiên Vận Tử giống giận long trời lở đất, khí thế không ngờ mạnh hơn vừa rồi mấy lần. Khí thế này mạnh mẽ không ngờ ngay cả chiến trường viễn cổ trong thiên địa này cũng có dấu hiệu sụp đổ. Vương Lâm, đi ra đây cho lão phu. Thiên Vận Tử ngửa mặt lên trời giống dài, giờ phút này theo đạo phong ấn thứ hai được mở ra, hắn thay đổi thật lớn. Từ lúc trung niên khoảng 50 tuổi lập tức biến thành tráng niên khoảng 30. Đầu của Thiên Vận Tử lúc này tóc đã biến thành màu đen, một cỗ khí thế cực kỳ cường đại không chút giữ lại xuất hiện trên người Thiên Vận Tử. Sau khi xé đạo phong ấn thứ hai, tuôn ra tu vi thiên nhân nhị suy đã là cực hạn của hắn. Thiên nhân tam suy hắn không dễ dàng dám mở ra. Vương Lâm này chỉ là tu sĩ nhỏ yếu lần lượt thi triển thần thông khiến hắn khiếp sợ. Sơ chi quy tắc kia vốn cũng đã cực kỳ mạnh mẽ, Thiên Vận Tử tưởng rằng đó chính là thực lực mạnh nhất của Vương Lâm. Không nghĩ rằng lúc này Vương Lâm liều chết lại có loại thần thông này. Vương Lâm, đi ra. Thiên Vận Tử giống giận rít gào. Nhưng thanh âm hắn vừa mới nói ra, ngay lập tức trong thiên địa truyền đến chấn động. Ta ở trước mặt ngươi. Thanh âm ầm ầm kia so với tiếng sấm còn dữ dội hơn vô số lần, thay thế hết thảy thanh âm của chiến trường nơi đây. Thanh âm rơi vào trong tai mọi người lập tức vang vọng. Càng có một số ít tu sĩ tu vi thấp kém trực tiếp hai tai đổ máu, tiếng kêu thảm vang lên liên tục. Cho dù là Thiên Vận Tử cũng ngẩn ra, theo thanh âm ngẩng đầu nhưng lập tức sắc mặt tái nhợt. Ở phía trước Thiên Vận Tử là thân hình khổng lồ, vượt xa so với bát tinh cổ thần đang hiện ra trước mặt Thiên Vận Tử cùng mọi người. Thân hình khổng lồ này cao không cách nào hình dung. Thậm chí Thiên Vận Tử ở trong này đều không thể nhìn rõ mặt của thân hình đó. Chỉ có thể nhìn thấy phần eo của thân hình khổng lồ này vô biên vô hạn không thấy cuối. Trong nháy mắt Thiên Vận Tử ngẩng đầu, bên tai hắn vang lên tiếng gào thét kỳ dị chấn động phảng phất, như có một vật gì từ vô tận phía trên hạ xuống. Bởi vì tốc độ quá nhanh mà giống như ma sát. Trong chớp mắt, lập tức một cỗ cuồng phong từ trên trời giáng xuống. Cuồng phong này mạnh mẽ thổi lên đại địa ngay lập tức khiến cho đại địa ầm ầm sụp đổ, khắp nơi vỡ vụn. Cũng có tu sĩ tu chân liên minh sụp đổ dưới cuồng phong này. Cho dù là đám tiên nhân kia mắt cũng lộ vẻ kinh hoàng. Nhất là tiên quân đứng sau Trọng Huyền Tử trong tu chân liên minh. Sau khi nhìn thấy thân hình khổng lồ vô cùng kia, không ngờ thân hình run rẩy.
Ánh mắt hắn lộ ra kinh hãi không cách nào hình dung. Với tu vi, định lực của hắn, trong nháy mắt này mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống. Thân hình hắn run rẩy chỉ vào không trung, con ngươi hai mắt co lại mơ hồ muốn nói gì. Nhưng lập tức hắn liền cười rộ lên điên cuồng. Chỉ có điều tiếng cười này lộ ra một cỗ điên loạn phảng phất trải qua kích thích nào đó không thể tưởng tượng mà bị điên. Một ngụm máu tươi phun ra, nhưng tên quân ngày xưa này vẫn đang điên cuồng không ngừng lui ra sau, dần dần biến mất trong thiên địa không biết đi đâu. Cảnh tượng bất thình lình này lập tức khiến cho mọi người bốn phía ngẩn ngơ. Nhưng bọn họ không có thời gian nghĩ nhiều, lúc này cuồng phong giáng lâm không trung càng đậm, thổi tới đại địa. Lập tức có người ngẩng đầu nhìn bầu trời vô tận, có một điểm đen xuất hiện. Điểm đen này càng lúc càng lớn, chỉ giây lát cuồng phong càng đậm, rõ ràng là một nắm tay khổng lồ không thể tưởng tượng. Nắm tay này giống như một mảnh đại địa, bóng tối che phủ không trung, ầm ầm hạ xuống. Vẻ mặt Thiên Vận Tử cực kỳ ngưng trọng, khí tức toàn thân đạt tới đỉnh. Tam xoa kích trong tay hắn vung lên ném mạnh về khoảng không phía trước. Hai tay hắn bấm pháp quyết, quần áo toàn thân như có không khí bơm căng, hướng ra phía ngoài tuôn ra toàn bộ tu vi thiên nhân nhị suy. Toàn thân hắn hóa thành hàng loạt cầu vồng thẳng đến bầu trời. Nắm tay thật lớn điên cuồng hạ xuống, liên tiếp tạo nên những âm bạo ầm ầm, nháy mắt liền tới gần tam xoa kích. Tam xoa kích kia truyền đến tiếng động rắc rắc, trong nháy mắt sắp sửa sụp đổ không ngờ bị nắm tay kia cầm lấy trong tay. Tiếp tục hạ xuống đụng vào trăm ngàn cầu vồng do Thiên Vận Tử biến thành. Tiếng vang dữ dội và trùng kích không thể tin nổi giống như gió cuốn mây tan quét ra bốn phía. Giống như sốc lên bức tranh khiến cho chiến trường viễn cổ bốn phía lập tức bị xé rách sụp đổ, toàn bộ tiêu tan dưới chấn động. Mọi vật trong thiên địa khôi phục, lốc xoáy tinh không ngoài vùng đất yêu linh đã biến mất, tinh cầu này cũng khôi phục lại vị trí cũ. Ngay cả hết thảy vùng đất yêu linh cũng giống như lúc trước không có bất kỳ biến hóa. Biến hóa duy nhất chính là thêm một người điên, thiếu rất nhiều tu sĩ liên minh và để lại chấn động vô tận. Trong cơ thể Thiên Vận Tử truyền ra những tiếng vỡ phanh không ngừng rơi xuống mặt đất. Một ngụm máu tươi phun ra kèm theo vô số mảnh nội tạng vỡ, phía sau hắn là cổ ma tháp giả. "Cảm ơn." Thanh âm Thiên Vận Tử khàn khàn, lại phun ra một ngụm tiên huyết. Sắc mặt cổ ma tháp giả cũng tái nhợt, hắn trong khoảnh khắc vừa rồi đồng thời chống cự cùng Thiên Vận Tử, mới có thể bảo vệ sinh mạng dưới thần thông không thể tin này. Ở phía trước Thiên Vận Tử, thân thể Vương Lâm từ trên trời rơi xuống, tại khoảnh khắc chạm đất thân hình hắn khẽ lật phun ra một ngụm máu tươi. Mắt phải vốn có một tia thanh quang, chỉ có điều thanh quang này nháy mắt sụp đổ, còn có cả thanh quang thuẫn. Thuẫn này hoàn toàn vỡ vụn, ở trong tay Vương Lâm có thêm một vật, đó là tam xoa kích của Thiên Vận Tử. Lúc này Vương Lâm đã không còn bất kỳ lực chiến đấu nào, thậm chí đứng trên mặt đất hai chân cũng run rẩy. Nếu không phải có một cỗ kiên định hơn ngàn năm sợ là hắn đã sớm ngã xuống. Mộc Băng Mi kinh ngạc nhìn hết thảy mọi chuyện. Cảnh tượng vừa rồi khiến cho trong lòng nàng đến giờ phút này vẫn còn rung động. Ngay cả lão già của Côn Hư Cảnh ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm đã có sự khác biệt rất lớn. Bên tai lão dần dần vọng lại lời nói Mộc Băng Mi lúc trước. Hắn không phải tu sĩ tầm thường, tu sĩ liên minh bốn phía ánh mắt nhìn Vương Lâm lúc này lộ ra kinh kỵ và kinh hãi. Cảnh tượng vừa rồi, cả đời này bọn họ đều vĩnh viễn không thể quên. Chiến trường viễn cổ chân thật, cảnh tượng thê thảm kia, thân hình khổng lồ vô cùng ở trong mặt bọn họ để lại dấu vết không thể xóa mờ. Cho dù Vương Lâm giờ phút này không có bất kỳ lực chiến đấu nhưng những người này không ai dám lên trước một bước. Bọn họ giờ phút này, vì cảnh tượng phía trước mà trái tim rung lên mạnh mẽ, vẫn không còn ổn định lại. Thân hình Vương Lâm ở trong mắt bọn họ phảng phất chồng lên bóng dáng khổng lồ kia. Hắn đứng ở đó còn có một cỗ uy nghiêm vô hình bao phủ. Lão già Côn Hư Cảnh kia nhìn Vương Lâm, trong lòng thầm than. Hắn nhìn người trước mắt này, không khỏi nhớ đến Bạch Hổ của Tứ Thánh Tông năm xưa. Bạch Hổ năm xưa cũng giống như người này, dùng lực cá nhân ngăn cản rất nhiều người mạnh của Liên Minh và Côn Hư ngang nhiên không ngã. Mặc dù sau khi chết đi vẫn khiến cho đám kẻ thù thật lâu không dám tiến lên. Một trận chiến này trong vùng đất yêu linh, Vương Lâm có thể nói là hoàn toàn nổi tiếng, bước vào hàng ngũ những người mạnh của Liên Minh Tinh Vực. Mặc dù tu vi hắn không phải cao nhất nhưng không ai dám dễ dàng đắc tội. "Vương Lâm, ngươi nhất định phải chết." Thiên Vận Tử nhìn chằm chằm Vương Lâm, tay phải nâng lên. Nhưng không đợi hắn thi triển thần thông, lập tức trên bầu trời gió mây lại nổi lên. Một người trung niên từ trong tinh không bước ra. Người trung niên này chỉ là dạng nguyên thần nhưng có một cỗ uy nghiêm nồng đậm tràn ngập bốn phía. Phía sau hắn có vài chục người. Trong những người này có Thanh Long Thánh Tông, có Huyền Vũ Thánh Tông, còn có cả Bạch Hổ Thánh Tông. Phía sau mấy người này là đông đúc tộc nhân của Tứ Thánh Tông. Bọn họ đến khiến cho thiên địa phảng phất như nổi lên sấm chớp, mọi người trên mặt đất đều ngẩng đầu. "Ai dám giết Thánh Hoàng tương lai của chúng ta trước mặt lão phu?" Người đàn ông trung niên kia đúng là Chu Tước Thánh Hoàng. Thanh âm hắn bình tĩnh nhưng khoảnh khắc nói ra lập tức khiến cho vùng đất yêu linh run rẩy. Mọi người trên mặt đất có rất nhiều người đồng loạt đẩy lui, phảng phất không thể chịu được âm thanh này. Người quen cũ đến không ít. Ánh mắt người đàn ông trung niên này đảo qua mọi người. Chu Tước Thánh Hoàng, vẻ mặt Thiên Vận Tử âm trầm. So với Chu Tước Thánh Hoàng, hắn xem như vãn bối. Trong Liên Minh Tinh Vực này trừ một số ít người không ai cùng thế hệ với Chu Tước Thánh Hoàng.
Người đàn ông trung niên này bước một bước xuất hiện trước mặt Vương Lâm. Hắn nhìn thoáng qua Vương Lâm, dần dần trên mặt lộ ra nụ cười khen ngợi, gật đầu nói: "Tốt, tốt." Mặc dù chỉ có hai chữ nhưng đủ để biểu lộ sự vừa lòng của hắn đối với Vương Lâm. Trên thực tế hắn đã sớm tới nơi này, sở dĩ không xuất hiện chính là mượn cơ hội này làm một lần kiểm tra Vương Lâm. Sự thật chứng minh Vương Lâm khiến hắn cực kỳ hài lòng. Hiện tại cuộc tranh chấp này cũng nên kết thúc. Ánh mắt Chu Tước Thánh Hoàng lóe lên, lộ ra vẻ linh hoạt, sắc bén. Hắn nâng tay phải, lập tức có một tảng đá màu trắng trong tay. Tảng đá này vừa xuất hiện lập tức có một cỗ khí tức cực nóng trong thiên địa từ trong chậm rãi tràn ra. Bốn phía nơi này, hư không lập tức vặn vẹo giống như vật ấy không nên xuất hiện ở đây, xuất hiện sự bài xích. Khoảnh khắc hòn đá kia xuất hiện, lập tức hòa tan, hóa thành một giọt máu tươi đang thiêu đốt, bay phía trên lòng bàn tay người đàn ông trung niên. Hết thảy ánh mắt đều chiếu vào giọt máu tươi đang thiêu đốt này, phảng phất mọi người tại đây đều nuốt vào một ngọn lửa, tâm thần truyền đến cực nóng. Thái cổ thánh khí Chu Tước Tông. Lão già côn hư cảnh kia nhìn chằm chằm vật trong tay Chu Tước Thánh Hoàng, trầm giọng nói: "Đến đây thì cũng khép lại tập 222 Tiên Nghịch. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo."